Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với lời của Chúa. Xin mời chị em cùng nhau mở lời Chúa ra trong Giê-rê-mi đoạn 12 câu số 5. Chúng ta đọc chung với nhau, xin mời bà chị em. Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ mà còn mỏi mệt thì làm sao đi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng, ngươi được an ổn. Nhưng khi sông Giô-đanh tràn thì ngươi sẽ làm thế nào? Dạ. Chủ đề tôi chia sẻ với hội thánh buổi sáng hôm nay đó là bạn đang chạy thi với ai? Đây là một câu hỏi. Nhưng mà trong cuộc sống của tôi và chị em, khi chúng ta có mặt trên đất thì chúng ta không phải chỉ là một cái buổi bộ hành bình thường, nhưng đây là một cuộc đua. Ông bà chị em có đồng ý với tôi điều này không ạ? Vậy thì cái chặng đua này được Chúa Ngài đã ban cho hay là tạo nên mỗi một con người trên đất. 7 tỷ người trên đất là có 7 tỷ cái cuộc đua. Và chúng ta cuộc đua có sự khởi hành và cái hành trình về đích, nó phải làm sao chúng ta phải đến đích. Như vậy nếu chúng ta không có sự chuẩn bị thì anh chị em chạy giữa chừng và chúng ta bỏ cuộc. Có nhiều người đã từng bỏ cuộc phải không ạ? Lý do là tại sao? Họ đuối. Ngày xưa khi mà tôi còn đi, tôi đi bộ đội đó, là trước đây tôi không thể nào tôi chạy được một cái vòng cái sân bóng đâu. Nhưng mà ở trong quân đội họ cứ bắt buộc ngày nào cũng phải thức dậy 5:15 và chúng tôi phải tập thể dục cho đến 6 giờ. Lúc đầu cực lắm, lúc đầu mỏi lắm, nhưng mà chỉ cần 3 ngày sau thôi thì mọi sự bắt đầu nó theo cái tiến trình là tăng, cái sức nó tăng lên. Và thay vì chạy có một vòng, chúng tôi chạy 2 vòng, tăng lên 3 vòng, 4 vòng. Và chúng tôi không còn chạy cái vòng nữa nữa, mà chúng tôi chạy trên cái đường dài hàng mấy cây số. Và đến lúc 3 tháng quân trường xong, chúng tôi đi hành quân. Anh chị em biết, trên vai ba lô và súng tất cả là khoảng 27 kg, ít nhất là 24 kg cho đến 27 kg. Thì chúng tôi phải bắt buộc phải mang vạt nặng như vậy. Nếu ai mang mà cái ba lô nó nhẹ hơn là phải bỏ đá vô thêm để cho nó đủ cái sức nặng. Và chúng tôi đi như vậy, anh chị em biết, đi lần đầu tiên đi về cái chân nó phồng hết, nó dọp hết. Nhưng mà bắt buộc phải đi, cho đến một ngày anh em đã đi hành quân từ ở trong đồng dù mà ra tới ngoài bãi bắn ở ngoài Mai Tàu, hàng hơn 100 cây số, khoảng 150 cây số, và họ đi bộ. Tại sao họ có thể đi 150 cây số mà đi với cái vật nặng ở trên vai và khiêng súng nữa? Bởi vì họ có một cái sự chuẩn bị. Có khi chúng ta trong cuộc sống chúng ta quá bình hòa và an ổn. Nếu như cha mẹ chăm sóc con cái quá chu đáo, đến khi gặp có nan đề, con cái không biết tự giải quyết. Cho nên Chúa, tại sao có những điều Chúa cho phép những nghịch cảnh đến với chúng ta? Nhiều khi chúng ta chết, ủa Chúa ơi, tại sao người khác không có nghịch cảnh mà tại con nghịch cảnh hoài? Ông bà chị em, đúng ra chúng ta phải mừng đi. Mừng vì con có nghịch cảnh, bởi vì chính nghịch cảnh đó đào luyện chúng ta trở thành một người mạnh mẽ. Bởi vì nếu anh chị em có thể chỉ có tiếp cận và chăm sóc một người, anh chị em không cần sức mạnh nhiều đâu. Nhưng nếu anh chị em đấu với 10 người thì chắc chắn anh chị em phải có sức mạnh nhiều hơn. Trong cuộc sống này chúng ta phải nói có, chúng ta có rất nhiều những cái nan đề ở trong đời sống của chúng ta. Và những cái nan đề đó nó có thể dập tắt hay là có thể giúp anh chị em trỗi lên, đó là do chính anh chị em. Chúng ta có sự quyết định. Rồi, bây giờ chúng ta trở lại câu kinh thánh này. Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ, cái việc chạy thi với người chạy bộ là đương nhiên. Trong cuộc thi không bao giờ người ta bắt một người nhỏ mà thi với người to, đúng không ạ? Trong cái cuộc thi người ta chia ra là U16, U17, U20, U23 trong đá bóng đó, tức là bằng cái tuổi đó họ đấu với nhau. Còn khi mà đấu cử tạ thì thí dụ như cử tạ với số cân là bao nhiêu, họ cùng thi với nhau để cho biết cái sức của người nào mạnh hơn. Như vậy việc chạy thi là chạy thi với người đi bộ. Có phải tôi và anh chị em là những người đi bộ không? Những người chạy bộ không? Tôi và anh chị em có phải đang chạy thi không? Chúng ta đang thi với Chúa hay thi với nhau hay thi với người khác? Thi với ai ạ? Ở đây nói gì? Chúng ta chạy thi với người đi bộ, chứ là sao chúng ta thi với Chúa được? Phải không? Chúng ta thi với người đi bộ, người chạy bộ. Chúng ta thi với nhau.
tôi và anh chị em đang trên chặng đường chúng ta đang thi đây. Cho nên Phaolô nói ở trong Hebrew đoạn 12 câu 1 là anh em hãy quăng lấy tất cả những gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương để theo đuổi cuộc chạy đua đã bày ra cho chúng ta. Như vậy cái cuộc đua này đã bày ra rồi, anh chị em có muốn chạy hay không chạy thì anh em cũng phải chạy. Và khi nào thì mới nhận được phần thưởng? Về đích mới nhận được phần thưởng. Chúng ta chạy giữa chừng không được phần thưởng đâu. Chúng ta chạy giữa chừng, chúng ta cho rằng ô tôi chạy rất là nhanh, có những khởi đầu rất là nhanh, họ chạy nhanh, nhưng mà đến một lúc họ đuối sức bởi vì họ không có sự chuẩn bị, cho nên họ bị mòn mỏi. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời hứa của Chúa với chúng ta rằng người trai tráng cũng phải mệt nhọc, kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì được sức mới để cất cánh bay cao trên mương, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Cho nên chúng ta có sức lực từ Chúa. Vậy thì trong hành trình mà chúng ta chạy đây, tôi và anh chị em phải biết làm sao để chúng ta nhận được sức từ Chúa. Và nó có sức này không phải tự nhiên nó đến. Sức này nó đòi hỏi cái sự nhiệt huyết của chúng ta, sự trả giá chúng ta theo thời gian, sự trả giá cho công sức, sự trả giá cho chúng ta việc làm bạn với lời Chúa hay là trong mối tương giao với Chúa thì chúng ta mới có sức lực. Ba ngày nay, ba đêm tôi ngủ không được. Tôi ngủ khoảng chừng cỡ nửa tiếng tiếng mà tôi thức dậy. Tôi thức dậy mà nó cứ thức tới sáng luôn, thức tới 4-5 giờ sáng tôi mới ngủ lại được. Tôi không hiểu tại sao. Nó ủa chú ơi, Covid đâu còn nữa, con đã hết rồi, sao còn bị cái tình trạng này? Thì những anh em nhìn lên trên cái điện thoại, tại vì tôi mở kinh thánh tôi nghe thì thấy cái điện thoại tôi bên Facebook lúc nào nó cũng sáng, thì cứ nghĩ rằng là chắc là tôi đang chơi Facebook hay gì. Nhưng mà xin thưa với anh chị em là chúng tôi nghe điện thoại, nghe kinh thánh chứ không có chơi Facebook nha. Ai chơi Facebook giữa đêm? Thì có một mà em ở trong cái lớp học nhắn tin hỏi tôi rằng là ủa tại sao 4 giờ luôn, 4 giờ hơn rồi là sao mục sư còn thức? À, không, tức là nói là mục sư dậy sớm quá vậy. Tôi nói không, chưa ngủ chứ không phải là dậy sớm. Tôi không ngủ được, nguyên đêm mà sáng, đêm mà tối cũng vậy. Tôi ngủ đâu được khoảng chừng tiếng mấy, 2 tiếng và tôi thức luôn cho đến khoảng gần 5 giờ sáng. Cho nên mới chợp mắt được một chút cái là tới giờ thức dậy chuẩn bị thờ phượng Chúa. Thì tôi nói vợ tôi, ủa sao kỳ vậy ta, trong 3 đêm nay tại sao anh không ngủ được, rất là lạ. Hỏi có lo lắng hay không? Con cũng có lo lo một chút, lo lo cho chuyến đi sắp tới như thế nào. Nhưng mà nó không phải là chiếm hết cái tâm trí của tôi. Thì cuối cùng là mới nhớ ra là gì, hôm thứ năm tôi đi làm răng. Làm răng và cho uống cái thuốc, tại vì cái răng nó bị nha chu nè, cho uống cái thuốc đó. Vừa uống thì ra là đây là thủ phạm. Cho nên là vậy là không còn lo nữa, không biết là do cái gì. Là nó làm cho tôi bị mất sức anh chị. Tôi nói thiệt với anh chị em mà ngày hôm qua khi tôi vợ tôi đi lên trên Lộc Hưng thì chiếc xe tôi đã gửi đi kiếm tiền rồi. Thì tôi mượn một xe khác mà xe này là xe số sàn. Số sàn phải đạp con. Tôi nói thiệt, đạp một chút tự nhiên cái chân tôi nó mỏi, tại vì hồi nào bây giờ mình không đạp con, mình chạy xe số tự động nó quen rồi. Bây giờ tự nhiên cái đạp con nó mỏi đến mức độ là nó muốn buông chiếc xe luôn á. Cái con nó đạp, nó cứ mình cứ phải đạp con, nhả con, đạp con, nhả con liên tục. Nó rất là mỏi cái chân của mình. Và dường như mình cảm thấy là cái sức mình nó yếu mọn. Gặp lại những anh chị em mà lâu rồi, họ nói ủa sao lúc này mình sẽ ốm vậy. Mà thiệt sự nó cũng có ốm. Sao tôi lúc trước tôi nói tôi lên ký dễ lắm, tôi đi qua Mỹ chỉ có trong vòng một tháng, anh chị em biết không, tôi lên là 4 kg trong một tháng. Nhưng mà về Việt Nam rồi cứ mà sao nó không lên nổi, nó cứ bình như vậy, cho nên sức nó cũng yếu mọn. Bữa hôm rồi chúng ta cũng nói chuyện với nhau cũng vui, tôi nói chuyện với em vợ tôi, tôi nói bây giờ nếu mà giả sử như mà anh không còn ở đây, các anh em khác không còn ở đây thì làm sao hội thánh Chúa làm sao? Thế em nghĩ nếu như Chúa đem tôi đi hay là như thế nào đó thì hội thánh làm sao? Cách đây khoảng hơn 10 năm tôi có gặp tôi có giảng một hội thánh ở kia, mỗi tháng tôi đều giảng một lần. Thì một ngày nọ thì cái bà mục sư á, bà được cái giấy để đi định cư bên Mỹ với chồng. Thì trong cái bữa mà bà thông báo một cái coi như cả hội thánh rúng động. Cả thánh rúng động. Tới chừng bữa đó chúng tôi được đi ngoài Phan Thiết, Mũi Né.
Trong cái buổi đêm sinh hoạt đó, tôi mới kêu các bạn thanh niên lại, tôi ngồi nói chuyện, tôi nói bây giờ nếu bà mục sư đi thì tụi em tính làm sao? Đứa thì nói dạ em tính rồi thầy. Hỏi em tính sao? Dạ em sẽ qua hội thánh kiêm nhóm. Tính nó dễ quá. Số thì em qua nhà thờ em nhóm. Rồi thôi thì em giờ em cũng chẳng biết làm sao hết. Thế là ủa tại sao anh em nghĩ rằng là mình phải đi qua cái hội thánh khác nhóm, mình phải qua nhà thờ nhóm, mà tại sao? Ở đây tại em tin Chúa đã mười mấy hai chục năm rồi mà không có một em nào dấy lên để có thể phục vụ Chúa. Tự nhiên tất cả mọi người đều bừng tỉnh. Ủa tại sao mình không tiếp nhận cái hội thánh thì mình tiếp tục phát triển hội thánh lên, mà bây giờ tự nhiên cái mình thôi lui, mình lui đi. Thì cuối cùng là anh chị em biết, bà mục sư bà không đi, bà không đi định cư với chồng. Quyết định bà không đi, bà nói bây giờ tuổi lớn rồi, bây giờ đi qua đó cũng không có làm gì được, thôi bây giờ ở nhà luôn, ở đây để hầu vị Chúa ở đây luôn. Và thế là các em cảm thấy rất an tâm vì có bà mục sư còn ở lại. Nhưng mà có thể bà mục sư ở lại hoài cho đến để mãi không? Chắc chắn là không. Cho nên tôi nói với anh chị em, đặc biệt là bạn thanh niên, chúng ta đang được có những cái cơ hội rất là tuyệt vời để chúng ta có thể phục vụ Chúa, để chúng ta có thể tăng trưởng. Nếu anh chị em không tăng trưởng thì đến lúc mà chúng ta thấy theo câu kinh thánh này, lúc đó chúng ta sẽ bị đuối đó. Bây giờ tôi trở lại với câu kinh thánh để tôi chia sẻ với anh chị em những cái điều mà Chúa ngài dạy dỗ cho tôi ở đây. Ở đây nói nếu ngươi chạy thi với người chạy bộ, đây là chuyện bình thường. Chúng ta đừng bao giờ so đo với nhau, đừng bao giờ hơn thua với nhau. Bởi vì sao? Đó là việc anh chị em phải chạy. Sứ đồ Phaolô nói như thế này: tôi bỏ hay là quên lửng mọi sự đằng sau để tôi làm gì? Tôi bươn theo sự đằng trước để tôi giật giải về sự kêu gọi trên trời. Như vậy nếu ông chạy rất là bình thường thì ông sẽ không bao giờ giật giải được. Vì ông nói rằng những người mà chạy thi đó, thì chúng ta biết rằng có nhiều người chạy nhưng mà chỉ có một người được giải. Thật ra chúng ta tất cả đều được giải đó. Đối với người thế gian thì chỉ được một giải thôi, nhưng trong Chúa những ai chạy đến đích là người đã được giải. Cho nên sứ đồ Phaolô nói rằng tôi bỏ hay là tôi quăng đi những gánh nặng, những tội lỗi dày vân vương, tôi bỏ quên lửng mọi sự đằng sau mà bươn theo sự đằng trước. Theo anh chị em, có những sự ở đằng sau nào của anh chị em mà nó đang ở đằng trước không? Tức là gì? Có những cái gánh nặng, có những vấp phạm, có sự tổn thương, có sự buồn bã mà khiến anh chị em, thay vì anh chị em chúng ta quăng hay là quên lửng sự đằng sau thì chúng ta lại cứ để nó trước mặt hoài. Nó là chính là sự cản trở, rào cản khiến tụi mình chị em không thể nào chạy được. Cái quên lửng ở sự đằng sau đó đôi khi là gánh nặng, đôi khi là tổn thương, đôi khi là mất mát, đôi khi là đau buồn. Nhưng quên lửng đằng sau, cái đằng sau đó đôi khi chính là những thành quả mà chúng ta đã từng đạt được trong chức vụ hầu vị Chúa. Chúng ta cứ nhớ mãi là gì? Ngày xưa, 5 năm trước, 10 năm trước, tôi rất là yêu mến Chúa, tôi rất là mạnh mẽ. Nhưng cái quan trọng không phải là 5 năm trước mà là bây giờ. Amen chị em. Bây giờ tôi như thế nào? Bây giờ tôi yêu mến Chúa làm sao? Bây giờ tôi mạnh mẽ làm sao? Chứ không phải là 5 năm, 10 năm về trước. Tôi xin lỗi mà chị em, có những cái clip mà năm 2006, khi mà lúc đó bắt đầu chúng tôi có cái máy để quay rồi, chứ hồi trước đây thì không có, thì chúng tôi quay lại những cái clip về giải cứu, về đuổi quỷ, người ta tin Chúa âm như vậy ở vùng Cà Mau Sông Đốc. Nhưng mà quan trọng là bây giờ, chứ không phải là mười mấy hai chục năm về trước. Bây giờ anh chị em biết, ngày xưa chúng tôi khi mà đi truyền giáo ở vùng Sông Đốc, một ngày đi có thể cả trăm người tin nhận Chúa. Thậm chí tôi không đi nữa, chúng tôi đến nhà của mục sư Khải. Lúc đó là ông chưa là mục sư, ông chỉ là một người là mới tin Chúa và ông còn làm ở trong chính quyền. Chúng tôi ngồi ở đó và người ta cứ đưa từng đợt, 5 người, 7 người, 3 người, 2 người, cứ như vậy. Họ đưa như vậy và chúng tôi ngồi ở đó làm một cái tô mì xong thì để đó không ăn được luôn. Tại vì người ta đến liên tục vậy đó, và cứ làm chứng cầu nguyện. Có những người thì khiêng đến, có những người thì cõng đến, nhưng mà tin Chúa xong, cầu nguyện được chữa lành, chạy về luôn. Nó như vậy, anh chị em. Đến nỗi là cô vợ mục sĩ Khải nói: không, bây giờ ngừng lại, để cho ông thầy ông ăn cái đã. Tôi nói không sao, tôi nhịn cũng được mà làm chứng cho người ta tin Chúa cái đã. Không được, ăn cái đi có sức. Tới chừng mà ăn là cái tô mì nó nở xà le hết trơn rồi. Và lúc đó chúng tôi giống như vinh quang vậy đó.
Phải nói rằng là chúng tôi được cái sự mà người ta săn đón một cách kinh khủng luôn chị em. Nhưng một thời gian sau bắt đầu bị bắt bớ. Chúa cha, nó sáng một cái bằng không còn gì hết anh chị em. Anh chị em biết là trong vòng chỉ 11 tháng ông bà chị em đón bao nhiêu người tin Chúa ở khu vực đó? Khoảng 550 người tin Chúa trong vòng 11 tháng. Và bị sàn sải, bắt bớ một cái còn có 88 người vững. Sau đó sàn thêm một cái nữa còn bốn mấy, sàn thêm cái nữa còn có mười mấy. Mà tưởng đâu là mất, nhưng mà không anh chị em. Sau này Chúa dùng một sư lý bài bảo từ ở Malaysia về, và ông sáp nhập với lại hội thánh Baptist, và ông xin được giấy phép thì bắt đầu ông mở cho lại. Có một lần kia chúng tôi vào cái nhà kế bên, cái nhà những người là tin nhận Chúa chứ đó, vào thì gặp nói, ủa sao nhớ đây, thấy còn yêu mến Chúa thì mừng quá chừng luôn. Bởi vì họ được nhóm lại thờ phượng Chúa ở những cái hội thánh có giấy phép sinh hoạt tôn giáo. Rất vui mừng, cảm ơn Chúa. Như vậy chúng tôi vẫn có những cái gọi là vinh quang trong mười mấy năm về trước. Nhưng mà cái quan trọng là bây giờ anh chị em. Nó không phải là hồi xưa. Cho nên thưa anh chị em, có những điều á chúng ta Chúa cho chúng ta nhớ, nhưng có những điều chúng ta Chúa kia chúng ta quên. Có những điều chúng ta nhớ, chẳng hạn như bao nhiêu người nhớ rằng mình tin Chúa vào ngày nào ạ? Không nhiều đâu, không nhiều người. Bao nhiêu người nhớ mình bắt tem bằng nước vào ngày nào ạ? Cũng không nhớ nhiều đâu, phải không ạ? Có những điều Chúa kêu chúng ta, Chúa muốn chúng ta nhớ, nhưng có những điều Chúa kêu chúng ta quên. Theo anh chị em, Chúa có muốn chúng ta nhớ tội lỗi của mình không? Tại sao? Tại Chúa xóa rồi, đúng không ạ? Mà Chúa xóa, Chúa quăng tội lỗi chúng ta cách xa bao nhiêu ạ? Nửa vòng trái đất, phải không ạ? Thật là nó không có gần như vậy đâu. Nửa vòng trái đất người ta có thể đo được. Phương Đông với phương Tây là nó nửa vòng trái đất. Nửa vòng trái đất phương Đông và phương Tây có bao giờ hai phương này gặp nhau không? Có nghĩa là Chúa không bao giờ muốn Ngài nhìn thấy tội lỗi của chúng ta. Bởi vì Ngài yêu chúng ta mà Ngài chết thay chúng ta. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta cần quăng đi những gánh nặng, những tội lỗi về vấn vương. Đôi khi Chúa thì Chúa xóa rồi, nhưng mà chúng ta lại nhớ nó. Chúng ta lại nhớ mà chúng ta cứ nói mình không đáng chi, mình không xứng đáng, mình là tội đồ, mình là thế này, mình là thế kia. Và cuối cùng chúng ta không có thể nhận được những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Ngài đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta mọi phước lành thiêng liêng ở cái nơi trên trời, ban cho tôi và anh chị em trong Chúa Giêsu Christ, chúng ta sẽ có được nó. Vậy thì như vậy thì khi nào chúng ta có những điều đó? Đó là lúc mà chúng ta bắt đầu bước đi cùng với Chúa. Khi tôi đi vào công việc của Chúa thì đến chỗ nào có những cái nhu cầu gì, tôi thấy Chúa lại mang cái ân tứ đó để tôi bắt đầu tôi phục vụ và giúp đỡ cho con dân của Chúa được giải phóng. Cho nên chúng ta đâu cần phải lo, đâu cần phải bỏ túi nữa, đúng không ạ? Những ta lên những ân tứ đâu cần phải bỏ túi, nhưng mà chúng ta đi, đi trong quyền năng của Thánh Linh, và đi đến đâu Chúa sẽ ban ơn giúp đỡ chúng ta. Có những trường hợp mình muốn để cho người ta được giải cứu lắm nhưng mà không giải cứu được. Hôm chúng ta có kiêng ăn 2 ngày thì có nhiều người bệnh đưa đến đây. Có một gia đình từ ở Long Thành bao xe lên tới đây, nhưng mà em đó không được giải cứu. Nhưng một gia đình ở trên Tây Ninh đưa xuống, và cuối cùng họ ở lại cho đến giây phút cuối, mọi người về hết, sau một trận mưa họ ở lại. Sau khi tôi có buổi họp xong thì xuống cầu nguyện cho họ, thì cái cô đó được giải cứu. Cái cô đó khi mà cầu nguyện thì tà linh lộ ra, 3 con quỷ nó lộ ra và nó ra khỏi người đó. Nhưng mà cái bé kia thì không được giải cứu. Tôi không hiểu tại sao. Mình mặc dù mình rất muốn được giải cứu. Trong tuần rồi, Chủ nhật vừa rồi nhóm lại thờ vận Chúa xong, thì có một cô, bữa nay cô không có đi. Hình như là cô là do Huyền với lại Vũ làm chứng phải không? Hai mẹ con. À, là tuần rồi là cậu được giải cứu, cậu được chữa lành. Cậu nói rằng là từ khi ngày cậu tin Chúa xong về thì nghe học lời Chúa xong về tự đi dẹp bàn thờ, tự dẹp hết, dẹp xong thở không nổi luôn. Anh biết là tà linh nó làm mà, thở không nổi, thở cứ thở. Và tới ngày Chủ nhật vừa rồi là đi đến đây thờ vườn Chúa đi cũng không nổi luôn. Nhưng mà trong tâm trí của nó là gì? Mình phải đến thờ vườn Chúa thì Chúa sẽ chữa lành. Đúng như vậy anh chị em. Sau khi giảng xong thì tôi ở lại cầu nguyện cho cô và cảm ơn Chúa. Tà linh nó lộ ra, và khi đuổi tà linh ra rồi thì cô được chữa lành ngay.
khỏe ngay tức khắc. Đó là quyền năng của Chúa. Chúa ban những ân tứ để cho chúng ta có thể làm công việc của Đức Chúa Trời theo như cái cấp độ mà Chúa Ngài gọi chúng ta, Ngài đặt chúng ta ở trong hoàn cảnh nào đó. Thì anh chị em sẽ được ban cho những ân tứ tương ứng để chúng ta có thể làm công việc Chúa. Cho nên đừng bao giờ sợ hãi. Cho nên chúng ta cần phải chạy thi với người bộ, chạy bộ anh chị em. Nhưng mà theo chị em, mục tiêu có phải là chạy thắng người chạy bộ không? Hay là Chúa muốn chúng ta chạy thi với ai? Với anh chị em? Ngựa. Yeah. Chạy thi với ngựa, tôi đốn bà chị em trong Kinh Thánh, có một người chạy thi với ngựa và thắng. Tôi đốn bà chị em là ai? Philip, đúng rồi. Hoàng quan Ethiopia ngồi trên ngựa, xe ngựa chạy. Nhưng mà Philip, tôi nghĩ ông này chắc là hồi lúc bị bắt bớ, ông chạy dữ lắm cho nên ông khỏe. Ông chạy từ Jerusalem, ông chạy qua lên tới Samaria luôn. Và khi ông hầu việc Chúa ở Samaria rất là thành công. Và ông chạy, đến nỗi ông chạy theo kịp luôn chiếc xe ngựa luôn. Và ông đã chia sẻ cho hoàng quan Ethiopia. Và cuối cùng ông đã tin Chúa và làm bắt tem. Như vậy đã trong Kinh Thánh đã có người chạy thi với người với ngựa rồi, đúng không ạ? Thật ra đây không nói về cái chạy thi với ngựa trên đất này. Nhưng Chúa muốn cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ có những cái giai đoạn, nếu không có sự chuẩn bị, anh chị em sẽ bị hụt hơi. Nếu chúng ta không có trang bị lời Chúa, khi nhu cầu của dân sự của Đức Chúa Trời nhiều, thì làm sao chúng ta có thể đáp ứng? Phải không? Có nhiều người tôi đi hầu vì Chúa, tôi phân công công việc đi đến chỗ này, đến chỗ kia. Thôi, xa quá em đi đâu. Thôi, xa quá tôi không đi đâu. Chúa kêu gọi tôi ở Sài Gòn, Chúa không kêu gọi tôi ở vùng miền sâu, miền xa. Rồi có những người thì khi mà chúng tôi đi ở những nơi sâu xa thì họ cản lại. Đi chia xa vậy, ở đây cũng có người mà mình làm chứng cho tại sao mình đi chia xa vậy. Thật ra nơi nào mà Chúa, nơi đó có nhu cầu, nơi đó chúng ta phải có mặt. Mà tôi thiệt anh chị em là những anh em ngày hôm nay học trường Kinh Thánh sướng ghê luôn á. Học rồi ngồi máy lạnh ha, rồi có công nghệ để học ha. Ngày xưa chúng tôi không có đâu. Cái phòng nhỏ xíu mà bề ngang 3m2, chạy dài có 6m. Anh chị em biết bao nhiêu người ngồi trong đó không? 46 người ngồi trong đó. 3m2, 6m, 3m2 mà 46 người ngồi. Thêm ông thầy giáo thì cái bàn thụt lút thì đang ngồi xíu rồi dạ dạ ngồi, mọi người ngồi không duỗi cái chân ra được nữa, phải khoanh cái chân lại. Vậy đó mà họ học kiên trì học 2 năm trời và bây giờ họ trở thành người học vị Chúa. Một trong những người học cái khóa học đó chính là cô Định ở tên tại Đắc Min, mà vừa rồi chúng tôi lên trên đó để huấn luyện trên đó 3 ngày trên đó. Và hiện bây giờ hội thánh ở đó nhóm lại thờ vườn Chúa ở đó trung bình cũng phải từ 70 cho đến 100 người. Phát triển như vậy. Và hiện nay bây giờ đang phát triển ra thêm 3 điểm nhóm khác cách đó 30 đến 40 cây số. Như vậy nếu họ không có sự chuẩn bị đó thì làm sao họ có sức lực để có thể làm công việc của Đức Chúa Trời đây? Cho nên chúng ta cần phải gia tăng hơn nữa. Tôi thấy nhiều anh chị em, thí dụ tôi nói về vấn đề đàn thôi. Các em đàn được. Nhưng mà đưa qua bài khác cái không biết đàn. Hãy có hợp âm, nhìn hợp âm thì mới đàn được. Ngày xưa Chúa khiến tôi sao biết, tôi học đàn, tôi không có phải nhìn bài nhạc, mà tôi tập cái cảm âm để lắng nghe được bằng cái lỗ tai của mình. Và cho nên bất cứ ai hát nhạc gì tôi đàn cũng được, trừ giọng cổ tôi chưa đàn được thôi. Mà tôi đàn đâu có phải là học trường lớp, nhưng mà tôi lại tự học, tự nghiên cứu, tự học. Tôi tìm ra những cái công thức và tôi dạy cho người ta những cái công thức đó để học công thức đó có thể suy ra và có thể đàn được hết tất cả các hợp âm, nếu từ đô sang rê sang pha gì đó đàn được hết. Còn bây giờ không có, các em có hợp âm sẵn là còn không lên mạng sợt cái ra rồi đâu đàn theo hợp âm. Chúng ta chỉ nhớ được cái bài đó, cái hợp âm của bài đó, nhưng chúng ta không biết được cái nguyên tắc hoạt động của các hợp âm như thế nào trong bài hát, chúng ta không cảm âm được. Vậy thì khi đến khi mà có nhu cầu cần mời thầy Bình đàn cho tôi bài gam Pha Thăng Thứ. Ủa Pha Thăng Thứ là cái gì? Thì lúc đó chúng ta không có sự chuẩn bị. Cho nên anh chị em ơi, hãy bắt đầu chạy thi với người chạy bộ. Anh chị em hãy cảm ơn Chúa vì trong quá trình chạy chúng ta có thể người chạy hơn mình, có thể chậm hơn mình,
có thể ngang hàng với mình, có thể có đụng qua, có thể đụng lại, có sự xung đột này, có sự xung đột kia. Và tất cả những đó nó sẽ cấu thành, nó có thể giúp cho em, anh em có sức mạnh. Giống như chúng ta cử tạ vậy, nếu anh chị em không cầm những cái tạ nặng hơn thì cơ bắp của anh chị em mỗi ngày nó bị teo đi hay là nó bị chai đi, nó không có thể phát triển được. Ngày hôm nay chạy thi với người điện chạy bộ, anh chị em có bị những cái sự xung đột không? Và chúng ta làm gì để với những sự xung đột đó? Quăng hay là giữ? Có người gặp một sư hướng dẫn quăng rồi, nhưng mà ra mới vừa quăng trong rác ra đó, lượm đem về bỏ vô đánh bóng cất, lâu lâu đem ra xào nấu lại. Tôi tổn thương, tôi đau quá, đúng không? Cho nên tất cả chúng ta đều phải chạy. Anh chị em nói người bên cạnh thì phải chạy với người đại bộ. Chúng ta phải chạy chứ không có nói là chúng ta không chạy được. Tại sao? Bởi vì khi chạy như vậy anh chị em mới có sức lực. Và một lần nữa anh ơi, cảm ơn người bên cạnh này. Cảm ơn có những gì bất đồng với nhau. Bất đồng như không bất hòa. Amen. Bất đồng như không bất hòa. Có những cái cuộc họp nội các, người ta vô người ta ngồi cãi nhau chú chế vậy, nhưng mà cuối cùng lấy biểu quyết, giả sử 51-49 là 49 người kia phải thuần phục 51. Bất đồng nhưng không bất hòa. Chúng ta có quyền có chính kiến, chúng ta có quyền bày tỏ ý kiến của mình, nhưng chúng ta không bất hòa. Cho nên xin Chúa cho, để rồi anh chị em sẽ thấy được rằng nhờ tình yêu của Chúa giúp cho chúng ta mài dũa những cái mà cái ương, cái ngạnh của chúng ta đó. Đôi khi mình nói là cái người đó khó ưa, nhưng mà thật sự chính mình khó ưa đó. Có đúng không ạ? Bởi vì Chúa nói sao? Chúa cần phải tỉa những cái cành nào để chi vậy? Cho nó sai trái hơn. Chúng ta thì không bao giờ muốn. Chỉ có hai cách thôi. Một là chặt bỏ, hai là tỉa. Anh em chấp nhận cách nào? Tại sao tỉa? Để cho nó có trái nhiều hơn. Tỉa có đau không? Có đau. Nhưng mà sau đó một thời gian ngắn thôi, bắt đầu chúng ta thấy, ô, nó ra hoa, ô, nó có kết quả. Và anh xem cho có trái. Một lần nữa, nói người bên cạnh, cảm ơn vì có những cái cạnh. Cái gai. Cái gai, cái cạnh, cái ngành. Cảm ơn Chúa. Và đôi khi anh chị em biết không, có những cái đó, nhưng mà nó có những lúc nó lại gây cái sự bất lợi, nhưng nó lại có những lúc lại nó có rất là hiệu quả. Thí dụ, cái bất lợi, thí dụ như hai cái cành cây mà nó để đi có thể đụng, nó quẹt nhau. Nhưng mà nếu như khi mà bó lại thành một bó, thì những cái nhánh nhỏ 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 đó, nó lại đan xen với nhau và nó rất là chắc. Chúng ta xây nhà cũng vậy đó. Chúng ta cái cột này nó phải cần có những cái sắt bình thường đó đó, nhưng những cái thắt này nó đan lại với nhau, đan lại với nhau, đan lại với nhau bằng những cái sợi dây thép khác. Và khi họ đổ xi măng thì nó đứng cứng vững. Còn nếu chúng ta để nó cái rời rạc, không bao giờ xây được căn nhà này. Cho nên nhìn thì chúng ta thấy là có nhiều người, người này sao khó ưa quá, người kia nói nhiều, người nọ nói ít thì đủ kiểu hết. Nhưng mà anh chị em ơi, Chúa đều cần dùng hết. Chúa đều cần dùng họ hết. Cái người mà nói nhiều Chúa dùng làm gì? Truyền giáo. Cái người ít nói Chúa dùng làm gì? Mục sư. Mục sư cũng ít nói lắm. Có một mục sư này nói nhiều lắm. Mục sư ít nói lắm. Có một hồi đó chúng tôi có nhóm hộ thánh ở Thanh Đa. Ông mục sư này ông không có, ông không có ơn giảng. Ông giảng rồi ông làm chứng không à. Nhưng mà hội thánh ông là đông nhất. Tại sao? Ông nhớ từng người hết. Ông nhớ từng người hết. Ông nhớ tên, thậm chí nhớ ngày sanh. Ông biết tuần này nhìn qua cái ông biết người nào không đi nhóm là ông đi thăm liền. Nhưng ông không có được ơn khác như ông có cái ơn yên lặng. Vừa rồi chúng tôi dạy về cái môn cố vấn. Và một trong những cái bí quyết để cố vấn thành công đó là gì? Mọi người vừa nói là ô, có lời Chúa, có tiên tri, có này có kia đủ thứ. Nói không? Lắng nghe. Lắng nghe mới là ơn cố vấn. Tại vì khi người ta đang đầy một cái bầu tâm sự mà toàn là rác không à, bây giờ người ta muốn đổ thì phải kiếm chỗ đổ chứ, phải không ạ? Vậy thì ai đổ chỗ nào? Đổ chỗ cái người biết lắng nghe. Đôi khi đổ xong lành luôn, khỏi cần cầu nguyện luôn. Tại vì rác ra hết rồi, sạch rồi, được chữa lành luôn. Rồi trở lại câu Kinh Thánh ở đây, Chúa muốn chúng ta chạy thi với người chạy bộ. Nhưng mà ở đây có một cái điều là gì? Mà còn mệt mỏi.
chạy thi với người chạy bộ, ba con mệt mỏi. Như vậy cái mệt mỏi là do điều gì anh chị em? Mệt mỏi là do điều gì? Mệt mỏi là do cái con đường nó khó chạy. Mệt mỏi là do đoạn đường nó xa. Hay là mệt mỏi là do chính chúng ta không có sự chuẩn bị, luyện tập cho nên nó mới mệt. Do ai ạ? Đôi khi chúng ta do cứ đổ lỗi, do hoàn cảnh. Thực ra nó không phải là do hoàn cảnh, mà là do chúng ta. Tại vì sao? Chúa đã giao cho chúng ta cái chìa khóa của nước thiên đàng. Nếu anh chị em biết sử dụng chìa khóa, thì cho hoàn cảnh nào đi chăng nữa, Chúa vẫn cho chúng ta có cái sức lực để chúng ta vượt qua. Cho nên ở đây chúng ta đừng bao giờ phàn nàn với những người chạy bộ. Tại sao anh chạy vung tay nhiều quá? Tại sao anh chạy lấn qua lane của tôi? Tại sao anh lại làm cái này? Tại sao làm cái kia? Thì những cái điều đó đừng bao giờ thắc mắc nữa, bởi vì nó phải có. Nhưng mà chúng ta phải làm sao để khắc phục nó và biến những cái bất lợi đó trở thành có lợi, để rồi anh chị em và tôi sẽ chạy và mạnh hơn cho đến lúc Chúa muốn chúng ta phải chạy thi với ngựa. Có nghĩa là chúng ta phải có những cái chặng đường xa hơn, dài hơn và cần nhiều năng lực hơn. Có nhiều lúc anh chị em chạy thi và mệt, vậy thì Chúa có lôi chúng ta ra để đánh mình không? Tôi không tin Chúa đánh đâu. Nhưng Chúa cho nghỉ ngơi. Có ông tiên tri gọi ông tiên tri lửa. Khi ông chạy trốn, thật ra ông chạy vô đồng vắng đó. Có phải là ông chạy đồng vắng là với một cái ý định là coi như là tốt hay là xấu ạ? Hay là giờ tệ ạ? Ông chạy là chạy vô đồng vắng để làm gì? Trốn. Ông chạy vô ông trốn. Chúa hỏi Eli. Eli ngươi, anh đang làm gì ạ? À Chúa ơi, con sốt sắng nhất thế giới. Nhưng mà dân sự của Chúa tìm cách giết tiên tri ngài, bây giờ cũng tìm giết con nữa. Lý do rất là hay. Thực tế là gì? Sợ mà chạy trốn. Một tiên tri lửa đối diện 450 tiên tri Baal và 400 tiên tri Ahab không hề sợ hãi. Bây giờ với một lời đe dọa của Jezebel, ông đã sợ. Cho nên có những lúc chúng ta nghĩ rằng là gì, tôi quá mạnh mẽ. Thật ra thần của Chúa cho chúng ta mới mạnh mẽ. Nhưng nếu chúng ta đối diện với những lúc chúng ta phải chạy. Và tôi thật với anh chị em rằng lúc tôi đã có một thời tôi đã chạy rồi. Tôi chạy tôi bỏ vợ tôi ở nhà luôn. Bỏ vợ bỏ con ở nhà luôn. Chạy lên Đà Lạt. Em ơi bây giờ anh phải đi nghỉ chứ không thể nào chịu nổi được. Với áp lực như thế này không thể nào chịu nổi. Tôi định đi 4 ngày. Tại vì tôi có một người bạn, anh bạn ở trên đó, mục sư trên đó. Tôi lên nhà anh ở. Tôi muốn nghỉ ngơi. Nhưng tới ngày thứ hai tôi quyết định tôi trở về. Không chạy trốn nữa. Đối diện. Mà khi đối diện thì Chúa bắt đầu làm phép lạ. Tôi đã từng kể cho Hòa Thánh. Cái anh này anh muốn cưới thêm vợ hai. Mà vợ hai lại là cô dân sự trong Hòa Thánh. Tôi nói không được, anh có vợ rồi bây giờ cưới gì? Không, cái cô vợ trước tôi không có làm hôn thú. Bây giờ mục sư làm lễ cho tôi đi. Tôi sẽ làm hôn thú đàng hoàng. Tôi nói không được, trong Chúa chỉ một vợ một chồng. Cuối cùng là gì? Ảnh nói bây giờ thầy không được, phải giờ thằng. Mục sư không được, bây giờ mày. Và bây giờ lúc đầu thì kêu là dâng cho tôi 20 triệu để tôi truyền giáo. Dâng cho hội thánh 200 triệu để truyền giáo. Anh chị em biết thời điểm năm 2002, 20 triệu là bao nhiêu cây vàng không? Dạ, gần 3 cây vàng. Gần 3 cây vàng. Nhưng mà tôi nói không, anh có cho bao nhiêu tôi cũng lấy. Bây giờ mày không lấy, tao sẽ dùng tiền này tao mướn giang hồ giết mày. Tao mướn giang hồ dùng kim tiêm có HIV chích mày. Tim tôi muốn bay ra ngoài luôn chứ. Nó cứ phình phịch, phập phầm. Và không phải một ngày đâu. 3 tháng trời như vậy đó. Cứ nửa tiếng nó gọi điện lần, nửa tiếng gọi điện lần, nó nhắn tin, nó chửi đú kéo đó, nó chửi, lúc đầu nó chửi mình, cuối nó chửi Chúa luôn. Và cuối cùng tôi quyết định tôi quay trở về. Cảm ơn Chúa, tôi quay, khi mà quay trở về thì tôi cầu nguyện, Chúa ơi, xin Chúa dạy người này. Ngay đêm đó anh chị em, Chúa dạy. Sáng hôm sau nhắn cho tôi 6 tin nhắn liên tục, tôi mở ra. Đọc tin đầu tiên,
tôi xin lỗi anh vì tôi đã làm phiền anh. Ba tháng trời bữa nay có tin nhắn xin lỗi. Chuyện gì nữa đây? Vì tôi tối hôm qua tôi bị Chúa dạy. Dứt bên luôn. Tôi chụp điện thoại tôi gọi lại liền. Ủa chuyện gì xảy ra cho anh vậy? Rồi tối hôm qua tôi mới vừa nằm mơ mơ ngủ, có một người mặc một cái bộ đồ màu trắng, cầm trên tay cầm một cái quyển sổ màu đỏ, tóc dài và sáng, râu dài, đi lại đứng trước cái giường tôi. Ngươi không được làm phiền cái người đó nữa. Nếu ngươi làm phiền, ta sẽ lấy mạng ngươi như ta lấy mạng của cha ngươi. Người đã dừng lại, hoàn toàn không còn dám gây khó khăn cho tôi nữa. Cho nên Eli cũng có những lúc chạy trốn. Kinh Thánh nói Eli là người mạnh hay là người yếu đuối ạ? Yếu. Gia Cơ đoạn 5 câu 17 là gì? Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Trong cái từ yếu đuối đó thật ra là trong nguyên nghĩa là gì? Eli là người xác thịt như chúng ta. Giống nhau thôi, không có thần của Chúa là giống nhau thôi. Lúc là có hùng hồn lắm nhưng mà có lúc thì cũng chạy bỏ mạng luôn. Nhưng mà anh chị em biết trong lúc Eli chạy, Chúa có nuôi Eli không? Chúa có chăm sóc không? Cho nên ngủ đi con, ngủ đi. Cho nên vừa rồi có một số anh em á, thầy ơi tôi học hầu vị Chúa tôi cảm thấy bị mệt mỏi lắm thầy biết không? Tôi bị nặng nề lắm thầy biết không? Tôi nói mệt phải không? Đã mệt, ngủ đi, nghỉ đi, không sao hết, người khác thế. Giống như có một cái câu chuyện vui, cái cô vợ này, anh chàng này, hai vợ chồng, anh cô vợ cứ complain cái người chồng, tôi không còn yêu anh nữa, anh thấy người thế này, anh người thế kia, anh thế nọ, anh đi, tôi mà không lấy anh thì không có ai lấy anh nữa, đẩy vừa đẩy ra cái ba bốn cô chạy theo. Xin lỗi anh chị em, nhiều khi cái nơi hầu việc Chúa đó, cái chỗ đó Chúa đặt để chúng ta phải biết trân quý nó. Chúa gọi chúng ta ở trong cái công việc đó, chúng ta biết trân quý nó. Đôi khi tôi thì mà chị em, nếu như mà Chúa không ban cho nhiều ơn, tôi chỉ cần dạy giáo lý là thôi tôi cũng mừng nữa. Tôi được dạy giáo lý là tôi giáo lý xong rồi, giao cho mục sư cũng khỏe, mình khỏi mất công phải đi thăm, phải cầu nguyện thế này, tổ chức chương trình này chương trình kia đủ thứ chứ, cho nó mệt về, đúng không ạ? Cho nên khi Chúa là cho chúng ta ở một cái, Chúa kêu gọi chúng ta ở một cái lĩnh vực nào, nếu anh chị em có mệt hãy nói với chúng tôi sẽ làm gì? Ngủ. Cho anh chị em ngủ, nghỉ ngơi. Có lần tôi đã nói với những anh chị em khác cũng vậy đó, không sao đâu, đang lúc gia đình đang gặp khó khăn này, nghỉ ngơi đi. Nghỉ bao lâu thì nói rồi sao? Nghỉ xong rồi trở lại nha. Thật ra lúc mà nghỉ ngơi đó, nó chỉ có phục sức được xác thể xác thôi, chứ thuộc linh nó không phục sức được. Thuộc linh chỉ phục sức khi chúng ta đến gần Chúa thì thuộc linh của chúng ta mới mạnh mẽ được. Cho nên chị em ơi, chạy thi với người chạy bộ, nếu chúng ta thắng có hãnh diện không ạ? Có chứ, hãnh diện. Nhưng mà Chúa không chỉ muốn chúng ta chạy thi với người chạy bộ, nhưng Chúa muốn chúng ta chạy thi với ai? Với ngựa. Có nghĩa là sức lực nó phải tăng gấp bao nhiêu lần để chúng ta có thể làm được nhiều hơn. Sứ đồ Phaolô đó, ông đã nói điều này mang một cái hình thức về cái sự mạnh mẽ mà Chúa cho. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu số 10. Cô-rinh-tô nhất 15 câu 10. Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài đã ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm được nhiều việc hơn người khác. Nhưng không phải tôi, bèn là ơn của Chúa ở cùng tôi. Như vậy Phao-lô làm việc nhiều hơn, nhiều hơn người khác. Nhưng không phải ông, bèn là ơn của Chúa ở cùng ông. Cho nên muốn chạy thi với ngựa, chúng ta phải chấp nhận một những cái sự luyện tập ở trong đời sống. Vì vậy mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu anh chị em đối diện nghịch cảnh, bất cứ dạng nghịch cảnh nào, hoặc là nó sẽ nhận chìm anh em, hoặc nó sẽ biến cái nghịch cảnh đó thành cái sức mạnh cho anh chị em. Nếu chúng ta ngồi đó chúng ta than vãn thì nó nhận chìm anh chị em. Vì khi chúng ta lầm bầm và than vãn thì cái gì đến ạ? Kẻ quỷ diệt đến. Nhưng khi bắt đầu chúng ta biết tạ ơn Chúa trong cái nghịch cảnh, làm sao nghịch cảnh mà tạ ơn Chúa được? Cứ hãy tập đi anh chị em cho thấy. Nhìn trong nghịch cảnh, nhận ra được ý muốn của Chúa, lúc bấy giờ chúng ta sẽ bước đi
và những cái nghịch cảnh đó nó trở thành sức mạnh cho tôi và anh chị em. Bây giờ chúng ta đến cái phần cuối. Ở trong phần B, đó là khi mà chúng ta trở lại ở trong Jeremy đoạn 10-12. Khi trong xứ yên lặng, ngươi được yên ổn. Nhưng khi sông Giô-đanh tràn thì ngươi sẽ làm thế nào? Khi trong xứ yên lặng, ngươi được an ổn. Hội thánh của Chúa đầu tiên, lúc đầu trong ngày lễ ngũ tuần, 3.000 người tin nhận Chúa, 5.000 người tin Chúa, đến nỗi là không có thể đếm được nữa. Và mọi người rất là vui mừng phấn khởi bởi vì công việc của Chúa đang phát triển. Họ không lường trước được rằng sẽ còn gặp cơn bất bờ. Lúc này là gì? Yên ổn. Yên ổn. Không có cơn bất bờ. Nhưng mà thình lình, Phê-rơ và Giăng bị bắt bớ. Sau đó Ê-tiên bị bắt bớ. Và đỉnh điểm của bắt bớ đó là Ê-tiên bị giết. Lúc bây giờ hội thánh chạy, các sứ đồ chạy, Philip chạy, tan lạc hết. Nhiều khi chúng ta nghĩ là gì? Bình hòa và an ổn nó sẽ còn mãi phải không? Chúng ta cảm ơn Chúa vì từ 2005 cho đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi? 17 năm phải không ạ? 17 năm Nghị định 01 của Thủ tướng Chính phủ đã cho phép từ già nhóm lại. Chúng ta bây giờ chúng ta ngồi đây không còn không có ai gây gói chúng ta. Nhưng mười mấy năm trước mà nhóm lại như vậy là chúng ta được mời rồi. Vậy thì rõ ràng chúng ta an ổn đúng không ạ? Bây giờ đi ra truyền giáo chúng ta cũng không bị bắt bớ. Thậm chí anh em chỉ cần là gì? Tôi thuộc vào thánh nào đó và anh em đi truyền giáo thôi. Không bị bắt bớ. Nhưng theo chị em nghĩ rằng cái thời đại như thế này nó có kéo dài hoài không ạ? Nó có thay đổi không? Có thể là thay đổi tích cực hơn, nhưng cũng có thể thay đổi là tiêu cực hơn. Chúng ta không biết. Vậy thì trách nhiệm của chúng ta là gì? Phải tận dụng. Hội thánh đầu tiên họ đã tận dụng như thế này. Công vụ sứ đồ đoạn 9 câu 31 ghi như sau. Ấy vậy, hội thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Galilê và xứ Samari được hưởng bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa, là nhờ Đức Thánh Linh vừa giúp mà số của hội được thêm lên. Đây là lúc mà chúng ta thấy đất nước của chúng ta đang bình hòa và an ổn. Họ đi được bình an, được gây dựng trong sự kính sợ Chúa. Chúng ta đi ra kết quả. Nhưng mà anh chị em ơi, có một lúc người ta không còn thích nghe lẽ thật nữa, mà người ta nghe cái gì? Chuyện huyễn. Có những lúc người ta sẽ bắt bớ. Anh chị em biết ở Ấn Độ Tin Lành không có nhiều đâu, đạo Hindu mới nhiều. Pakistan là quốc gia Hồi giáo. Nhưng mà những người Pakistan mà họ đã tin Chúa là họ tin cực kỳ là chắc chắn, mạnh mẽ. Đối với chúng tôi, khi tôi tiếp cận với những anh em công giáo vậy, khi họ biết lẽ thật rồi, họ yêu Chúa và họ say mê lời Chúa một cách kinh khủng. Họ thấy rằng làm bấy lâu nay họ hạn hán, họ khổ hạn, và bây giờ họ được ăn mana thuộc linh, họ cảm thấy rất là được phước. Họ được giải phóng ra khỏi cái tâm trí những cái điều mà họ thắc mắc trước đây. Cho nên hiện nay chúng ta đang ở trong sự yên ổn. Tôi và anh chị em hãy tận dụng nó. Hãy cảm ơn Chúa vì những lúc chúng ta được yên ổn này. Và khi chúng ta yên ổn, anh chị em biết không, nhiều khi chúng ta đi thờ vườn Chúa, chúng ta cũng đi cũng lê lơi nữa. Thời mà chúng ta bị bắt bớ thập niên 90 á, chúng tôi đi học, anh chị em biết đi học là không được cầm kinh thánh như vậy đâu. Cái quyển kinh thánh tôi nhỏ xíu à, và tôi phải có chuẩn bị một số cái tờ giấy, ví dụ như tờ giấy như thế này, tôi cầm khoảng 2 tờ giấy đôi, khoảng 2 tờ giấy A4 như vậy, và tôi ship lại, tôi bỏ trong túi của mình với một cây viết. Mà chúng tôi ngày xưa đâu có kinh thánh trên điện thoại, mà cuốn kinh thánh của tôi nó nhỏ nhỏ, và cuốn kinh thánh tôi lựa cuốn cũ nhất để tôi cầm đi, giả sử có bị bắt bớ, có lấy mất kinh thánh cũ. Và thế là chúng tôi đi với cái như thế này. Mới vừa vô, bắt đầu mới vừa thờ phượng Chúa xong, có tin báo là có Caesar Augustus. Là thế là chúng tôi đi vào chỗ khác, di chuyển liền, đi không ai nói tiếng gì vậy. Điểm đó rồi, tan. Nhưng mà nó nhìn vô biết hết trơn. Mà lạ một điều gì nè anh chị em, học á thì trốn, mà hát á thì lớn. Giống như kiểu là lại ông tôi ở buổi này. Nhưng mà lạ lắm, cực kỳ yêu mến
Chúa không có vắng buổi nào hết trơn á. Đi thờ phượng Chúa là đi sớm hơn, thậm chí còn tổ chức thâu đêm cầu nguyện nữa chứ. Ô, và chúng ta thấy rằng là phép lạ xảy ra liên tục. Bởi vì sao? Cái lòng yêu mến Chúa một cách nhiệt huyết như vậy. Cho nên anh chị em ơi, chúng tôi quý, bây giờ cái thời đại này chúng tôi quý lắm. Tại vì chúng tôi đã từng trải qua cái cơn thời đại bắt bớ. Còn những anh chị em không trải qua thời đại bắt bớ, chúng ta sẽ không quý đâu. Xin lỗi, nhiều khi mình đi nhóm mình còn mau về nữa, đúng không ạ? Thậm chí có người nhóm lại mới vừa một sư mới giảng xong, giờ chúng ta cùng nhau đứng lên cầu nguyện là đi về mất tiêu rồi, chưa cầu nguyện luôn, người chưa cầu nguyện chung, chưa chúc phước gì hết. Cho nên xin Chúa cho để chúng ta có thể biết tận dụng cái lúc bình an. Hãy cảm ơn Chúa, đang lúc bình an, đang lúc thuận tiện này, anh chị em hãy bắt đầu làm sao trang bị để tôi và chị em có sức lực để chúng ta sẽ có cuộc thi mới. Amen. Còn nếu lúc này bình hòa và an ổn, sông Giô Đanh chưa tràn, không có nghĩa là sông Giô Đanh không tràn. Phải chuẩn bị. Anh chị em biết vừa rồi ở tại Pakistan bị lụt, hơn 1.300 người chết. Vì sao? Họ chưa có chuẩn bị. Tại vì đâu, bây giờ đâu có bị lụt kiểu này. Hơn 1.300 người chết. Còn mới đây ở Bình Dương, một cái quán karaoke mà tôi không thể nào tưởng tượng, quán karaoke mà chết tới 30 mấy người chết. Bị cháy 30 mấy người chết. Tức là họ không có chuẩn bị để thoát hiểm. Không có chỗ, không có đường thoát. Những người chạy lên đường sân thượng thì sống. Họ nhảy qua bên cái nhà kế bên họ sống. Những người xuống tầng trệt thì họ, tại khói luôn luôn nó đẩy lên, họ nghĩ là chạy vô nhà tắm là an toàn. Nhưng mà vô nhà tắm thì khi mà cái phòng này cháy thì khói nó vô, khói độc vô, chỉ cần hít có hai hơi thôi ngã ngang rồi. Trong vòng 30 giây chết chứ không phải đợi một phút, 5 phút nữa. Và 30 mấy người chết. Và nó khủng khiếp vì không có sự chuẩn bị. Thưa anh chị em, giả sử như Chúa phục hưng qua năm sau, có một cái cơn truyền giảng ở tại Việt Nam tháng 3, mục sư Rankin Graham tổ chức chương trình giảng lớn ở Việt Nam. Bây giờ nếu đùng một cái ở Việt Nam chúng ta có 100.000 người tin nhận Chúa thôi, theo anh chị em chúng ta có đủ sức để chăm sóc không? Không đủ. Một chiến dịch của mục sư Benny Hinn ở những quốc gia châu Âu này kia đó, là nó càng hàng chục ngàn người tin nhận Chúa. Mục sư Billy Graham cũng vậy, ở Hồng Kông trong thế kỷ trước, coi như là kêu gọi người ta tin Chúa, người ta chạy lên, người ta chạy chứ không còn đi nữa. Hàng chục ngàn người lên tin Chúa. Năm 2004 tôi qua Campuchia, lúc đó bà Joy Mayer tổ chức một chương trình truyền giảng, thì tôi được mời, tôi với lại một tôi tới Chúa nữa được mời qua đó, chúng tôi đi. Chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng là một cái buổi nhóm mà cái sân vận động mà kín bít sân vận động luôn. Mà trong một đêm như vậy có khoảng từ 10 cho đến 20.000 người tin nhận Chúa trong một đêm. Khủng khiếp. Nhưng bây giờ nhìn lại Campuchia có ai vững vàng không? Không. Tại sao ạ? Vì không có sự chuẩn bị. Bây giờ giả sử sức của mình nuôi được có một đứa con, đẻ ra chục đứa thì sao ạ? Không nuôi nổi. Cho nên thưa anh chị em, xin Chúa cho chúng ta thêm sức lực. Và anh chị em phải là người luyện tập. Hãy bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi ngày tôi phải tiếp cận với lời Chúa. Đừng bao giờ phàn nàn về hoàn cảnh và số phận của mình, mà chúng ta hãy bắt đầu cảm ơn Chúa trong những nghịch cảnh đó. Nhờ các tôi tới Chúa cầu nguyện, nhờ các anh em cầu nguyện cho tôi với. Và nếu có bạn nào, anh em nào có những sự xung đột với nhau, chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì những điều này để chúng ta được cọ sát, chúng ta được cắt đi những cái ương, cái ngạnh của chúng ta, những cái điều mà không đẹp lòng Chúa, và để chúng ta có sự hòa hợp với nhau. Ngay trong những anh chị em trong Chúa mà chúng ta không hòa hợp được thì làm sao mà chúng ta có thể đem tình yêu của Chúa đến cho người khác đây? Cho nên tôi khích lệ anh chị em, hôm nay tôi và anh chị em chúng ta vẫn còn đang bắt đầu, hãy chuẩn bị cho cuộc đua. Và tôi và chị em đang chạy thi với người đi bộ. Nhưng hãy nhớ, chúng ta sẽ chuẩn bị để chúng ta sẽ chạy cái cuộc đua lớn hơn. Chúng ta đang bình an, hãy cảm ơn Chúa, tận dụng hết tất cả những cơ hội để chúng ta phục vụ Chúa. Nhưng khi sông Giô-đanh tràn bờ thì chúng ta sẽ làm sao? Câu hỏi cũng là câu trả lời. Tôi anh chị em biết câu trả lời. Vì vậy chúng ta phải vững vàng ở trong Chúa. Vì Chúa là đấng cứu chúng ta.
Chúa là mục tiêu để chúng ta đi đến. Ngài ở cuối con đường để chờ đợi để chúng ta có thể bước tới, chứ không phải Ngài ở khởi đầu mà thôi. Ngài là khởi đầu của đức tin và cũng cuối cùng của đức tin. Để tôi và chị em được ở trong Ngài, chúng ta sẽ nhận lấy phần thưởng từ Đại Chúa. Thì Chúa giúp đỡ để tôi và chị em tất cả đều có thể là trở thành một vận động viên và chạy thi, không phải chạy thi với người mà thôi, nhưng chúng ta cũng sẽ chạy thi với ngựa. Sức mới càng thêm lên. Kinh Thánh nói rằng họ đi tới, sức lực càng thêm lên để ra mắt Đức Chúa Trời tại Siôn. Mong rằng tất cả chúng ta đều có sức mới của Chúa, để chúng ta không có nói tôi vì cái buồn người này tôi không đi nhóm, buồn người kia tôi không đi nhóm. Những cái buồn đó tôn chị em ở đâu cũng có hết, đúng không ạ? Ở đâu cũng có. Cho nên khi chúng ta cùng được xây dựng, đừng có lời của Đức Chúa Trời ở trong đời sống chúng ta trở nên mạnh mẽ. Thì cho dẫu nghịch cảnh nào, đường dốc, đường đèo, đường núi, đường gì, chúng ta vẫn có thể băng qua được, bởi vì sức lực đã có trong tôi và chị em rồi. Amen. Giờ đây xin mời giảng thánh cùng đứng lên. Xin mời chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện.